À, thế là bà con về là nào cũng sợ lưng con sang có đỡ không ạ? À? Thế bà con bảo có đỡ không? À đây à, tuyệt vời nhá. À ừ đúng rồi, đây này, cái chỗ này ngày xưa không có đây này, biết chưa? Có nghĩa là ngày xưa cái vai này của con nó mất hẳn đi, hiểu chưa? Nó chỉ nhìn thấy mỗi cái mỏ vai này thôi này, đây này thằng Hiếu quay sang mà nhìn này. Thì bây giờ là cái mỏ mày nó có rồi, này còn nhổ cao hơn đây này, nhìn đây này. Ngày xưa là cái mỏ vai này là không nhìn được thấy vì nó bị bên kia chẹn. Đấy, thế là để tắt wifi vậy đi dùng 3G để ăn chơi thế này. À, có nghĩa là cái điểm này của con bây giờ nó lại gồ lên, hiểu chưa? Đấy, con thấy tuyệt vời chưa? Đấy, quá tuyệt vời luôn đấy. À đây là bà con về vẫn kiểm tra con thường xuyên à. Xin chào Tuấn Trần, chào Ngọc Bích, Ngọc Bích bạn của tôi. Hôm nay ngày mưa gió bán hàng chạy không Ngọc Bích ơi? Đây Vũ Dũng hôm nay có bốn đứa học trò thì nghỉ cả bốn. Một đứa thì bị virus chui vào bụng, đau bụng đi ngoài. Còn một cậu thanh niên thì virus chui vào phổi ho. Còn một thằng hay ăn virus chui vào mồm nên là viêm họng. Còn một thằng hôm nay đi nhận bằng bác sĩ. Đây đây thầy một mình bơ vơ này. Di Tân lấy cái đèn bê ra xong để chiếu cho cô đi. Chiếu vào lưng cho cô là nằm xuống đây để chiếu vào lưng trước cho giãn cơ ra xong rồi. Nên làm đây đây để nó bê được mà. Bê được cái đèn bê vào chân. Rồi rút ra. Đấy. Đúng rồi, đấy, giỏi. Ê... ê sắc bạn ạ, à. Ê sắc ế. Mưa như thế này đi rồi còn làm mà chẳng được ai thời gian đâu mà đi ra chợ. Đây Ngọc Bích ơi, bạn thấy vi diệu không này, bạn Ngọc Bích này, con bé này nó cong, có nghĩa là có thể là một trong những người cong vẹo nhất Việt Nam luôn. Mà nó một tuần nó trước nó có một buổi rồi vì nó đi học ngày xưa, bây giờ nó chưa được tí mà về là bà con bảo có đỡ không con. Đấy bà về sờ ngày nào về bà nội cũng sờ, đấy là bà nội hay bà ngoại? Bà nội sờ bảo là có đỡ gì. Ơ thế bà mày không nhắn nhủ gì với thầy à? Ừ, à bảo mau rau cảm ơn thầy thì ừ thế được rồi. À, Vũ Dũng chữa giúp cháu này không lấy tiền công, thỉnh thoảng nó mang ra cho ít rau sạch. Ừ, mang rau ra cho thầy. Thầy thì có thiếu cái gì đâu, chẳng qua là ngoài đất Hà Nội này nó đất nó chật, không trồng rau, thầy thích cái rau sạch chứ chưa đồ ăn đồ uống thì tính cái gì đâu. Một mình thầy hôm nay giải quyết công việc có bốn có năm thầy trò mọi hôm đấy. Ế thì đến đây chơi đi Bích ơi, đến đây tôi chữa bệnh cho thằng phụ tôi mấy việc bạc. Nên là bà nội về sờ hàng ngày, cứ lần nào về bà mới ra vào sờ lưng. Ừ, bà nội à đây à. Bà có bảo cố gắng được không? À đây này Hương Lê này, Hương Lê con vào mà xem cái con bé này cong vẹo hơn con nhiều này. Đây cong vẹo khiếp không, đến chiều không gặp nó hay đến sáng này nhìn này, ngày xưa nó vẹo rất nhiều, bây giờ thầy chưa đỡ nhiều lắm rồi đấy. Ngày xưa cái mỏm vai này là mỏm vai trái nhá, nhưng khi quay lên video thì nó sẽ thành mỏm vai phải, nhưng mà ở ngoài này là mỏm vai trái này vì quay đằng trước cho nên nó sẽ ngược, mà là lúc đầu không nhìn thấy cái mỏm này luôn. Đây là cái vân này, thầy cho xem là cái mỏm này ngày xưa không nhìn thấy, có nghĩa là nó phẳng lưng luôn, nó mất đi, nó lệch hết cong bên này. Bây bữa này bây giờ nó cân về đây rồi,
cân ở đây cho nên là rất tuyệt vời. Cho nên chỉ cần có sự kiên trì là sẽ khỏi. Đấy, Hương Lê xem này, thầy cho xem bên này. Đấy. Cầm bên kia nét hay mở? Nét hơn á? À, để anh nhìn nét hơn à? Cái bên phải này mở hơn á? À, để anh thấy tưởng bên phải đẹp hơn. À, mở hơn à? Nhưng mà trông nó sáng, nó ảo hơn đúng không? Nếu mà để cho em chọn thì em thích cái cam nào hơn? Cam bên trái đẹp hơn à? Nhìn nó thật hơn à? Đây là cố gắng để thầy sẽ chữa khỏi cho nhé.